Anh trai vượt ngàn trong gai, đang hot nhất mùa hè năm nay. Tâm sự với anh em là mụ vợ ở nhà tôi cũng mê luyến, ăn ngủ mơ mộng tới các anh tài. Rồi suốt ngày cầm điện thoại cười hí hí, khoe bị ad U60 của em nay thắng, bị ad của em đang live stream bán hàng. Thế rồi, bỗng vào một ngày đẹp trời, chương trình vợ tôi yêu thích và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đã gặp phốt. Điều đáng nói là phốt không đến từ chương trình mà đến từ các anh tài. 33 anh tài của anh trai vượt ngàn trong gai được các fan yêu mến, quạt nhiệt tình bao nhiêu. Thì mọi thông tin từ khi bước chân vào làm nghề đến nay, đang làm gì, cuộc sống ra sao sẽ được khai quật bằng sạch. Và đã có cả những đoạn hình ảnh xuất hiện lá cờ ba sọc. Điều này khiến cho gai con hoang mang không hề nhẹ. Bởi một con game đề cao tinh thần yêu nước như là anh trai, lẽ nào lại dung chứa cho ca lì gầm. Nói công tâm thì như thế này, các anh tài vướng lùm xùm thì thường xin lỗi là chỉ đi hát, đi làm kiếm tiền mà thôi, chứ không hề để ý rằng có lá cờ lạ xuất hiện. Vâng, có khả năng là như thế thật, và thâm tâm các anh cũng chẳng muốn chống phá gì đâu. Nhưng mà nếu là một người có tư tưởng chính trị rõ ràng, lập trường kiên quyết, nếu mà đi biểu diễn ở bển, ở Cali chẳng hạn, thì các anh phải thừa biết rằng đây là thủ phủ chống cộng, kiểu gì chẳng phải xuất hiện lá cờ lạ. Nếu từ trước khi nhận lời, các anh nói rõ ràng luôn, nếu có bất kỳ hình ảnh nào không đẹp về Tổ quốc ở sân khấu tôi biểu diễn chẳng hạn, tôi sẽ từ chối hát, thì chắc chắn là những chuyện lùm xùm sẽ không xảy ra. Nhưng không, các anh vẫn bất chấp thôi, tiền mà, có ai chê được đâu. Và không nghĩ được rằng sẽ có một ngày lớn chuyện như thế này. Và quả thật, mấy hôm nay lên Facebook đọc lời xin lỗi thì tôi cũng hơi chán chán rồi đấy. Phạm Khánh Hưng biểu diễn dưới lá cờ ba sọc. Ca sĩ Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982, là ca sĩ thần tượng của rất nhiều giới trẻ từ 7X đến 9X. Anh trở thành hiện tượng âm nhạc giai đoạn đầu của thập niên 2000. Phạm Khánh Hưng được đông đảo khán giả yêu mến qua loạt hit Vì Sao Thế, Người Ra Đi Vì Đâu hay là Đếm. Sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2008, Phạm Khánh Hưng gặp biến cố và phải sang Mỹ định cư. Thời gian gần đây, tên tuổi của anh bỗng nóng trở lại khi tham gia game show Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai. Và vừa qua, mạng xã hội đã xôn xao trước hình ảnh ca sĩ Phạm Khánh Hưng có buổi biểu diễn tại Mỹ. Đáng nói là trong clip có đoạn hình ảnh xuất hiện lá cờ ba sọc. Cùng với đó, ca sĩ này xuất hiện chung sân khấu với đối tượng thường có những lời nói, phát ngôn nhạy cảm về chính trị. Liên quan đến vụ việc trên, vào chiều ngày 22 tháng 8, ca sĩ Phạm Khánh Hưng đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo Phạm Khánh Hưng thì anh có biết được một số thông tin về hình ảnh liên quan đến một buổi biểu diễn của mình tại Mỹ thời gian trước. Ca sĩ này muốn chia sẻ rõ ràng để tránh những vấn đề không hay, vì những hiểu lầm làm thông tin không chính xác và bị đẩy đi xa hơn. Hình ảnh mà mọi người thấy là lúc Hưng trình diễn tại một sân khấu thuộc tiểu bang Virginia vào ngày lễ hội Hoa Anh Đào hàng năm. Đây là một chương trình nhãn hàng mời nghệ sĩ đến hát để khuấy động không khí. Hưng là người tham gia biểu diễn văn nghệ và duy nhất chỉ với tư cách đó. Trong quá trình biểu diễn thì cũng có những khán giả lên xin chụp ảnh, giao lưu và song ca cùng Hưng với tư cách là fan hâm mộ, nên Hưng không thể từ chối. Tất cả bài hát mà Hưng thể hiện trong chương trình đều là về tình yêu đôi lứa, ca sĩ Phạm Khánh Hưng cho biết. Ca sĩ này còn khẳng định mình là người Việt Nam và luôn tự hào về dòng máu của mình. Hưng chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn đi ngược lại với chủ trương của đất nước. Nếu có vấn đề gì khiến cho mọi người hiểu lầm, Hưng xin được cúi đầu nhận lỗi và mong được mọi người yêu thương, hiểu rõ tâm tư của mình. Qua sự việc ấy, Hưng cũng thấy mình còn sơ sót và chủ quan trong nhiều khâu. Hưng xin nghiêm túc rút kinh nghiệm để không bị rơi vào những tình huống tương tự. Một lần nữa, Hưng cảm ơn sự yêu thương, quan tâm của mọi người và chân thành xin lỗi. Ca sĩ Phạm Khánh Hưng đã phân trần. Tới lượt Phan Đình Tùng gặp họa. Chưa hết bức xúc với Phạm Khánh Hưng, cộng đồng mạng xã hội Facebook lại tiếp tục phát hiện ca sĩ Phan Đình Tùng cũng có buổi biểu diễn với những hình ảnh gây phẫn nộ tương tự. Theo ảnh được chụp lại, Phan Đình Tùng đứng trên sân khấu, đằng sau có ba lá cờ rất lớn, trong đó có một cờ ba sọc. Ngay sau khi ảnh được lan truyền, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và đòi tẩy chay ca sĩ. Rất nhiều người lên tiếng nói rằng từ nay sẽ không bao giờ bật bài hát chúc mừng sinh nhật đầy nổi tiếng của ca sĩ này nữa. Ca sĩ Phan Đình Tùng đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân gửi đến khán giả. Tôi muốn được chia sẻ với quý vị về suy nghĩ của mình để quý vị có thể thấu hiểu và cảm thông cho tôi, và cũng là để tôi có thể có cơ hội sửa sai từ bài học đắt giá này. Tôi tham gia các show diễn là để được phục vụ khán giả của mình. Vì vậy khi đến bất kỳ nơi biểu diễn nào thì tôi chỉ tập trung vào việc trình diễn, hát để phục vụ khán giả mà không để ý đến những điều gì, sự việc gì đang xảy ra ngoài khán giả của mình. Tôi xin nhận lỗi vì đã không tìm hiểu thật chi tiết nơi tổ chức sự kiện và cũng đã không quan sát thật kỹ lưỡng nên đã vô tình trình diễn trên một vài sân khấu không phù hợp. Phan Thi Phương Tùng, nghệ danh là Phan Đình Tùng, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, cựu thành viên của nhóm nhạc MTV.
Phan Đình Tùng cũng là ca sĩ có nhiều kỷ niệm và là một thần tượng của thế hệ 89X. Anh nổi lên từ đầu những năm 2000 khi dòng nhạc thị trường bắt đầu được ưa chuộng tại Việt Nam. Ca sĩ này cũng có rất nhiều bài hát ấn tượng và nổi tiếng nhất trong số đó chính là bài khúc hát Mừng Sinh Nhật. Một năm 365 ngày thì được mở không thiếu một ngày nào. Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Hiện tại cho đến thời điểm này, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang ở những tập gay cấn nhất. Ở công diễn thứ 3, Phan Đình Tùng và Phạm Khánh Hưng đang cùng là thành viên trong nhà Mứt Gừng do đội trưởng Bằng Kiều lãnh đạo. Lưu ý là Bằng Kiều thì chắc là mọi người cũng biết, nam ca sĩ hải ngoại đình đám một thời. Lịch sử của nghệ sĩ này thì hơi bị mịt mờ tăm cá và có cả yếu tố chống phá nhà nước. Sau khi rời Tổ quốc sang Mỹ bằng con đường du lịch, biểu diễn và kết hôn, Bằng Kiều đã có những phát biểu xuyên tạc, nói xấu chế độ nhân quyền Việt Nam để những thế lực phản động, thù địch lợi dụng vu cáo, chống phá công cuộc xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội. Từng có một thời gian, cụ thể là 20 năm trước, các đơn vị nghệ thuật, tổ chức biểu diễn và các đơn vị sản xuất băng đĩa ca mối nhạc, sân khấu không được sử dụng dưới mọi hình thức các tiết mục biểu diễn của Bằng Kiều, cũng như là không sử dụng những ca khúc do nam ca sĩ này sáng tác. Trên tinh thần đó, Bằng Kiều chính thức bị tước bỏ quyền công dân và nghệ sĩ Việt Nam. Giờ đây thì sau khi được nhà nước tạo điều kiện quay trở lại cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, không hiểu là vô tình hay hữu ý mà khi Bằng Kiều tham gia chương trình, ekip lại rất là tình ý nhét chung nhóm với hai người là Phạm Khánh Hưng và Phan Đình Tùng, tạo nên một đội toàn những mảnh ghép bị đánh giá lệch lạc tư tưởng chính trị. Ca sĩ Tóc Tiên xin lỗi vì từng hát tại sân khấu hải ngoại. Tại sao mà lại có cả ca sĩ Tóc Tiên ở đây? Thêm một sự trùng hợp nữa là Tóc Tiên là vợ của Hoàng Tulliver, nam nghệ sĩ đình đám nhà Space Speaker và cũng là producer chính trong chương trình. Trưa ngày 23 tháng 8, trên trang Facebook của mình, Tóc Tiên đã đăng tải bức tâm thư dài xin lỗi về những hình ảnh gây tranh cãi tại các buổi biểu diễn ở những sân khấu không phù hợp. Cụ thể là sân khấu có lá cờ ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa khi trình diễn ở nước ngoài trong quá khứ. Qua đó, Tóc Tiên viết thư xin được tự mình lên tiếng trước với khán giả và mong nhận được sự thấu hiểu, tha thứ từ khán giả. Cô cho biết, là một ca sĩ Việt Nam từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm về trước, bản thân tôi cũng không tránh khỏi việc từng vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp, do không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cẩn trọng khi trình diễn. Hôm nay tôi xin biên thư này, xin phép được tự mình lên tiếng trước với quý khán giả. Tóc Tiên cũng khẳng định là một ca sĩ, nhưng mà trước hết là một công dân Việt Nam, cô luôn tự hào về quê hương, dân tộc của mình và luôn ý thức thượng tôn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Chông gai của ekip. Trước mọi sự việc trên, rất nhiều bình luận tiêu cực đang để lại dưới trang page của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đã yêu cầu phía ban tổ chức phải có một lời giải thích thỏa đáng. Bởi đây là một game ăn khách hàng đầu và chiếu trên đài truyền hình quốc gia, không lý nào lại lập lờ tư tưởng chính trị được. Tuy nhiên là cho đến tận thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một động thái nào về phía ekip. Bên ban tổ chức chương trình chỉ đăng lịch phát sóng, công bố thể lệ thi như mọi khi, hoàn toàn không bình luận phản hồi trước những bài đăng yêu cầu giải thích của khán giả. Cùng một vấn đề, sau đối thủ đã xử lý ra sao? Dạo gần đây thì việc các nghệ sĩ vô tình hay bị đào lại những hình ảnh bị cho là không phù hợp chính trị và bóc ra rất nhiều. Chưa Tóc Tiên, Phạm Khánh Hưng thì Mira Trần hay Ngọc Mai Quốc Nghiệp đều là những cái tên bị lôi đầu ra bởi những giây phút hớ hình xuất hiện dưới lá cờ của chế độ Sài Gòn. Cụ thể thì cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip Mira Trần trình diễn tại một sự kiện ở Mỹ cách đây 4-5 năm về trước. Trong đoạn clip chứa một số hình ảnh không phù hợp, gây tranh cãi, khiến Mira Trần nhận về nhiều chỉ trích. Từ khi tranh cãi bùng nổ, Mira Trần hoàn toàn giữ im lặng, không có bài đăng nào trên mạng xã hội. Ngay sau đó, chương trình Anh Trai Say Hi đã cắt bỏ phần lên sóng của Mira Trần. Mặc dù cô chỉ là một trong 6 khách mời, chiếm thời lượng rất nhỏ, song để bảo đảm không gặp bất cứ sự cố nào đáng tiếc, ekip chương trình Anh Trai Say Hi đã có một quyết định táo bạo, ghi hình lại cảnh dàn ca sĩ khách mời chung khung hình thay bằng nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Điều này khiến đông đảo bộ phận fan của các anh tài cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng hy vọng ekip sẽ bỏ những đoạn phát sóng của Phạm Khánh Hưng và Phan Đình Tùng để không ảnh hưởng đến cuộc thi của game show này. Liệu rằng phía ekip có lắng nghe, ai sẽ là người phải ra về? Hãy để lại comment của bạn ở bên dưới.